Hello các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Stone. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người là những cái cây cạo, cây sủi gioăng. Cạo hay sủi gioăng, sủi gioăng gì đấy. Gioăng gioăng theo ý muốn của mọi người thì mọi người muốn đấy. Thì thông thường thì trong trường hợp như nào thì em cần cạo sủi gioăng. Và tất nhiên là những cái cây này thì nó có đặc điểm gì khác biệt so với ngoài thị trường thì em cũng sẽ nói rõ cho mọi người luôn. Về đầu tiên nhá, thì trước khi mà em sẽ vào cái thành phần ấy thì em sẽ giới thiệu trước cho mọi người là cái cây này thì với cái mã hàng của nó sẽ là Tone SSC22. Và khi mọi người nhận hàng thì sẽ là những cây mà nó có đầy đủ nguyên vỏ như này các bác nhé, đầy đủ nguyên vỏ như này để các bác có thể yên tâm nhận hàng giúp em này. Đấy, và vì là nguyên vỏ như này nhưng mà các bác nhìn thấy giúp em là về cái mặt tổng thể ấy, nó sẽ đều như nhau về mặt kích thước chiều dài này, kích thước cái size này, bề rộng của cái size này nó đều như nhau. Nhưng mà các bác nhìn thấy là ở đây giữa hai cái thành phần này cái màu gỗ nó khác nhau thôi nhá, cái màu gỗ khác nhau thôi. Còn về cái chất lượng đảm bảo là như nhau. Ví dụ như nó do tuổi đời hoặc là do tùy từng cái khúc của đoạn gỗ hoặc là tùy từng cái loại gỗ, tùy từng cái cây gỗ nó khác nhau. Nên các bác nhìn thấy là có những cái màu, có những cái thì màu nó sẽ rất là đậm nhưng mà có những cái là màu nó sẽ rất là nhạt. Nên là các bác cũng vui lòng là không phải đắn đo, không phải suy nghĩ là cây này nó như thế này, cây kia nó như thế kia, tất cả nó đều như nhau. Các bác yên tâm với em là như vậy. Ok chưa? Nó khác nhau với cái thành phần cái màu của cái gỗ này. Ví dụ những khúc cây là có những khúc cây thì nó ở bên trên thì màu nó sẽ sáng, khúc cây bên dưới màu nó sẽ sẫm. Hoặc là cây có cây màu nó sẫm, có cây màu sáng thì rất là mong các bác là nhận cái nào thì các bác cũng cứ yên tâm với em là hàng hóa, yên tâm là hàng mới, đầy đủ hóa đơn chứng từ cho mọi người nhé. Còn khi mà bóc cái vỏ ra, cái vỏ ở đây thì nó sẽ ghi mã hàng này Tone này SSC22 này. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Và mã vạch của Nhật. Còn khi mà các bác bóc ra thì khi mọi người bóc cả cái lớp bảo vệ bên này nữa thì các bác nhìn thấy nó luôn giúp em này, Tone này SSC22 này, mã hàng 00011 00001812, tất cả nó đều như nhau cả, nó không phải là số series gì cả, nó 00011812. Ok mọi người. Và với cái này thì sẽ phải đo cho mọi người là ít nhất là hai cái kích thước. Là đầu tiên là cái chiều dài tổng thể của cái này, chiều dài của tổng thể của cái gạo giòn này, chiều dài tổng thể của cái gạo giòn này lên tới là 170 mm, tức là hơn một tấc các bác nhá, hơn một tấc. Và thứ hai là cái phần chiều rộng của cái này, chiều rộng của cái này thì lên tới là đây, thì em sẽ đo cái chiều rộng thì như này thì cho nó khoảng cách chính xác hơn. Chiều rộng của nó là 22 ly, tức là 2,2 cm các nhá, 2,2 cm. Ok chưa mọi người? Và tất nhiên rồi, mục đích của cái này nó không làm quá bản quá rộng như một cái cây sủi mà để có thể là sủi kính hay các thứ, mà cái cây này mục đích của nó khác, tức là anh em sủi trong những cái mặt của những cái gioăng máy, mặt của những gioăng máy hay là những cái kết cấu ấy, hoặc là những cái mà chi tiết máy liên quan đến cái mặt gioăng của các bác, khi mà mặt máy của ô tô ấy, mặt máy của cái xe máy liên quan đến cái gioăng mà nó bị thừa, các bác cần phải sủi đi để tạo ra một lớp bề mặt phẳng, để khi mà các bác đưa cái tấm gioăng mới vào nó kín được, kín khít các nhá. Chứ còn nếu mà mọi người không vệ sinh thì nó sẽ bị lệch, dẫn đến là nó bị chảy dầu hay gì đấy là điều đương nhiên các nhá. Thì mục đích của cây này nó là như vậy. Và cán cầm của nó thiết kế bằng gỗ, và cái tay cầm như thế này nó có thể là lỗ sỏ để các bác có thể là treo nó lên đó nhá. Và cái chiều dài của phần cán này thì lên tới là 12 cm, còn chiều dài phần lưỡi này nhô ra là 5 cm, tổng thể của nó là 17 cm. Mục đích của cây này nó là vậy. Và những cái dòng này thì vẫn họ sản xuất tại 100% tại Nhật các nhá, 100% tại Nhật. Giá tiền thì chắc chắn là Hearthstone sẽ lại tặng cho mọi người cái mức giá rẻ. Ôi dồi ôi rồi. Em lại chưa đóng. Rẻ ôi dồi ôi các nhá. Đấy, mã hàng là Tone SSC22 Japan này. Và tất nhiên là cái mức giá mọi người có thể mua tại Hearthstone là cực kỳ rẻ luôn. Với cây này hiện tại thì giá ngoài thị trường đâu đó dao động khoảng tầm 300.000 cho một cái. Nhưng mà giá tại Hearthstone thì sẽ khuyến mại cho mọi người. Mà cây này thì số lượng về đâu đó khoảng tầm 25 cái thì sẽ khuyến mại cho mọi người. Với 5 cái đầu tiên mức giá sẽ là 210.000 một cái. Đó nhá, 210.000 cho một cái. Còn sau cái mức giá 210.000 đấy thì sẽ là 250.000 cho một cái. Ok cho mọi người. Nếu mà bác nào cần sủi cạo gioăng, cạo gion, rồi là làm các cái tác vụ liên quan đến sửa chữa máy móc ấy, thì cần một cây này thì có thể liên hệ ngay bên em để bên em có thể hỗ trợ.
thông thường là hàng nó như vậy thôi, và tất nhiên là anh em có thể là mài lưỡi lại. Và cái phần này nó thiết kế rất là hay, là khi mà các bác đưa một đúng một cái góc vào nghiêng ấy, nó mài đúng đã đúng cái góc để các bác để là sủi một phát nó sẽ là sạch luôn các bác nhá, sủi một phát nó sẽ là sạch luôn. Ok mọi người, giá tiền đang rất là hợp tình hợp lý để anh em để săn sale. Nếu các bác nào có cần nhu cầu cần trải nghiệm cái cây này thì có thể liên hệ một trong hai số hotline ở phần góc màn hình này để bên em có thể hỗ trợ cho mọi người mọi nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người mọi nhá.